Trong lớp, anh trực tiếp nằm sấp trên đùi hoa khôi của trường ngủ thiếp đi, còn chảy nước miếng lên đùi cô. Cảnh này khiến nam sinh cả lớp muốn xé xác anh. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ hoa khôi trường lại để mặc cho anh nằm, còn dịu dàng sờ sờ đầu anh. Anh nhìn khuôn mặt đập vào trước mắt, rơi nước mắt kích động. Kiếp trước anh cô phụ nữ huynh đệ đã yêu anh 60 năm này, kiếp này anh nhất định phải trói chặt cô vào bên cạnh mình. Vì vậy anh chuẩn bị lừa cô ấy sinh một tiểu hài tử cho anh. Tần Tiểu Ngư xong sinh nhật, mắt thấy sắp 12 giờ rồi, lúc này Tần Tiểu Ngư nhìn điện thoại di động của mình một chút. Phát hiện thông báo của bài đăng, vậy mà còn có tin tức chưa đọc của 999 cộng, chẳng lẽ là video của lão Trần nóng bỏng sao? Nghĩ tới đây Tần Tiểu Ngư lập tức mở phần mềm, quả nhiên giống như mình nghĩ, đoạn video kia lúc này đã có hơn 30.000 lượt trả lời, cô kích động nắm lấy đồ uống bên cạnh uống lên. Anh vừa định ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa, Tần Tiểu Ngư uống xong mới phát hiện biểu tình của anh, làm sao lão Trần, đây là đồ uống của cậu sao? Trên mặt hình Tiểu Ngư đột nhiên đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ xong đời này có tính là hôn gián tiếp hay không có thai hay không. Cô ấy nhìn tin tức thông báo ngày càng tăng trên điện thoại di động, cũng không thèm nghĩ nhiều. Mẹ ơi, lão Trần, cậu mau tới xem, bây giờ đã thành hot search trên mạng rồi. Cậu nhìn Tiểu Ngư cười nhàn nhạt, cậu kích động như vậy làm gì, làm cho vẻ mặt Tần Tiểu Ngư giống như chính cậu đang nóng lên trên mạng. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt nghiêm túc hơn chính mình sao? Sau đó lại cười hì hì nói, không nghĩ tới lão Trần cư nhiên vào ngày sinh nhật của tôi lại hot trên mạng. Cậu biết chuyện này chứng tỏ vấn đề gì sao? Anh biết Tần Tiểu Ngư muốn nói cái gì, nhưng anh không nói. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt đắc ý chứng tỏ tôi là phúc tinh của cậu, sau này cậu phải đối xử tốt với tôi một chút. Đối với sự xuyên tạc của Tần Tiểu Ngư, anh cũng có chút giờ khóc giờ cười, lúc này Tần Tiểu Ngư đã không còn buồn ngủ nữa. Cô ấy cầm điện thoại di động lướt qua các loại động thái mới trên mạng, nếu như ở ngoài quán bar, toàn bộ netizen đều đang chuyển tiếp video này. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã đột phá triệu lượt thích, Tần Tiểu Ngư kích động nửa đêm cũng không ngủ, sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm đi mua bữa sáng. Tần Tiểu Ngư đẩy cửa đi vào phòng ngủ của anh, phát hiện bên trong không có ai, sáng sớm lão Trần làm gì, đột nhiên chuông điện thoại di động của anh vang lên làm Tần Tiểu Ngư giật nảy mình. Tần Tiểu Ngư cầm điện thoại lên nhìn, chẳng lẽ là giáo viên đại học Mado đến liên hệ lão Trần đi thi vào trường của bọn họ sao? Tần Tiểu Ngư nghĩ như vậy liền thay anh nhận được giọng nói của một người phụ nữ, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, tôi là công ty thu âm Mado Tinh Không. Bên này chú ý tới bài hát mà bạn học Trần Khải hát, chúng tôi cho rằng bài hát này rất có giá trị thương mại, cho nên chúng tôi nguyện ý bỏ ra giá cao mua bản quyền âm nhạc này của cậu ta. Tần Tiểu Ngư ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, lão Trần Thái Ngưu đi, đêm qua vừa mới nổi tiếng trên mạng. Hôm nay đã bị công ty thu âm lớn nhất Mado coi trọng, lão Trần, đây là muốn đi lên đỉnh cao của cuộc đời sao? Hay không phải là muốn trở thành đại minh tinh chứ? Tần Tiểu Ngư lúc này có chút kích động, nhưng dù sao anh cũng không có ở đây. Tần Tiểu Ngư trả lời xin lỗi, tôi là bạn của anh ta, lúc này anh ấy sẽ không ở nhà, chờ sau khi anh ấy trở về tôi giúp anh ấy chuyển lời cô đi, nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này anh vừa mới mua bữa sáng trở về, Tần Tiểu Ngư liền lập tức hưng phấn nói lão Trần có tin tức tốt muốn nói với cậu, cam đoan sau khi nghe xong tuyệt đối rất kích động. Vừa rồi cậu không có ở đây tôi nhận điện thoại cho cậu, là hãng thu âm Mado Star, phải bỏ ra một số tiền lớn để mua bản quyền của huynh đệ nha. Tần Tiểu Ngư vô cùng hưng phấn nói, giống như mình đang kiếm tiền vậy, lão Trần, cậu muốn phát ra, nhưng tôi lại toàn bộ hành trình đều là biểu tình rất bình tĩnh. Cô ấy thấy thế kinh ngạc nói lão Trần phản ứng bình tĩnh như vậy sao? Nếu tôi là cậu, lúc này đã kích động đến nổ tung, tôi bắt đầu có chút sùng bái cậu. Nhìn thấy Tần Tiểu Ngư kích động hưng phấn như vậy, anh cũng giờ khóc giờ cười, nhưng thật sự là một nữ huynh đệ thật thà như vậy. Kiếp này nói cái gì cũng phải thưởng, xin nghỉ thai sản dưới 98 ngày, tục ngữ nói tốt. Chỉ cần lá gan lớn nhỏ hơn là nghỉ thai sản, lão Trần ngươi ngẩn người cái gì à, ta đang nói với ngươi cái gì chứ? Sau này nếu ngươi trở thành ca sĩ hàng đầu trong nước, ngàn vạn lần không thể quên ngươi có một nữ huynh đệ như ta, anh cười nói vậy khẳng định a, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta. Ta đương nhiên sẽ không quên ngươi, thậm chí đời này ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta, ngươi chính là Tần Tiểu Ngư của ta. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không kịp phản ứng lại biểu tình của cô ấy, ngây ngốc lại đáng yêu lão Trần này không thích hợp chứ. Tôi vẫn cho rằng cậu coi tôi như huynh đệ, Tần Tiểu Ngư bị câu nói kia của anh làm cho giật nảy mình, lúc này cũng có chút khẩn trương, thậm chí mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Kết quả một giây sau anh trực tiếp nói đến Tần Tiểu Ngư, cậu làm gì vậy, ý tôi là, đời này anh vĩnh viễn là huynh đệ tốt của tôi có vấn đề sao? Tần Tiểu Ngư có chút xấu hổ bĩu môi, vừa rồi chính mình lại còn tưởng rằng lão Trần là tỏ tình với mình rồi, như vậy trong nháy mắt Tần Tiểu Ngư thế nhưng còn có một chút chờ mong đi. Tôi không phải vẫn coi lão Trần cậu là huynh đệ sao,
sao tôi lại có loại suy nghĩ này? Bất quá nói chung nếu có một ngày lão Trần thật sự có thể trở thành bạn trai của mình, vậy hình như cũng không phải là không thể. Tần Tiểu Ngư ăn sáng, trong đầu đã tưởng tượng đủ điều, lúc này còn cười ra tiếng. Tần Tiểu Ngư vội vàng che mặt bình tĩnh lại. Lão Trần kia, cậu đồng ý hợp tác với công ty bọn họ sao? Nếu như đồng ý, còn cần gọi lại cho bọn họ. Cô cười nói tiền đưa tới cửa, không cần sao. Tiểu Ngư, cậu lấy điện thoại di động của tôi gọi điện thoại cho bọn họ đi, nói là tôi đồng ý, nhưng tôi không rảnh đi mà đều để cho bọn họ tự mình tới. Tần Tiểu Ngư gật đầu tốt, rất nguyện ý vì người anh em tốt nhất của tôi, lập tức điên cuồng lấy điện thoại của anh gọi lại. Bên kia, công ty thu âm tinh không đã quyết định xong, mặc kệ anh đưa ra bao nhiêu giá đều phải lấy bản quyền xuống. Xin hỏi bạn nữ này xưng hô như thế nào, là bạn gái của bạn học Trần Khải sao? Tôi lưu số điện thoại di động của bạn đi, chúng ta giữ liên lạc. Những lời này làm cho Tần Tiểu Ngư có chút xấu hổ, bạn gái ngốc nghếch không thể là huynh đệ sao? Vừa lên đã nói mình là bạn gái của lão Trần, Tần Tiểu Ngư nhưng là mở ra tiếng rảnh tay lớn như vậy. Lão Trần ở phía sau nghe được rõ ràng, quá xấu hổ, nếu nói lời bình thường Tần Tiểu Ngư khẳng định sẽ không cảm thấy có cái gì. Hết lần này tới lần khác là vừa rồi mình bị một câu nói của lão Trần nghĩ đến chỗ khác, Tần Tiểu Ngư lắc đầu là tốt rồi. Vậy sau khi hai người đến gọi điện thoại, cúp máy, Tần Tiểu Ngư ngồi trở lại đối diện tôi, tiếp tục cúi đầu ăn sáng, cô ấy cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng cũng thật kỳ lạ, sao mình lại có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ bị Dai Dai nói đúng, mình thật sự thích lão Trần, Tần Tiểu Ngư đang suy nghĩ. Thì bị tôi gọi một tiếng, cô ấy đột nhiên bị dọa, lão Trần vừa mới gọi tôi sao? Tôi bất đắc dĩ nở nụ cười. Tần Tiểu Ngư, cậu không sao chứ, mặt cậu đỏ lên. Anh chú ý tới Tần Tiểu Ngư mặt đỏ bừng, cố ý trêu chọc cô hai câu. Tần Tiểu Ngư ngụy biện đến không, tôi nào có đỏ mặt, cái tên thật mậu tuất này, đôi khi chính là như vậy, mặt vịt chết, rõ ràng mặt đã đỏ thành bộ dạng này, còn cứng rắn không thừa nhận. Tần Tiểu Ngư dùng hai tay che mặt mình. Lão Trần, ngươi làm gì, không cho phép nhìn thấy phản ứng này của Tần Tiểu Ngư, anh nhịn không được nhìn thêm hai lần, cô gái bướng bỉnh này thật sự là quá đáng yêu. Tần Tiểu Ngư lấy điện thoại di động ra trong nhóm chị em của cô nhắn tin nói với các ngươi một chuyện à. Nói một chuyện ngay cả bản thân tôi cũng có chút không tin, Vương Dai Dai lập tức gửi tới trả lời nhanh nói các tỷ muội giúp ngươi phân tích một chút. Tôi đoán có phải cậu và Trần Khải đã xảy ra chuyện gì không, không phải là bị sét đánh chứ. Đối với Vương Dai Dai kích động, Tần Tiểu Ngư đều có chút không biết nói gì. Cậu coi tôi là người gì, hay là cậu coi lão Trần nhà chúng tôi là người gì, lão Trần không phải loại người này. Tôi nói lão Trần không sao, nhưng không thể nói lão Trần, Vương Dai Dai cười ha hả. Vậy bắt đầu chăm sóc da. Nhìn Tiểu Ngư từng ngụm từng cái lão Trần nhà tôi, nghe được nổi da gà của tôi ha ha. Tần Tiểu Ngư không có phản bác, đại khái cô ấy giải thích tình huống vừa rồi, các ngươi giúp tôi phân tích một chút. Tại sao lúc đó khi nhìn lão Trần, tim tôi đập nhanh như vậy, hơn nữa còn có chút đỏ mặt, tôi cảm thấy mặt tôi rất nóng. Không phải là tôi thật sự thích lão Trần, Vương Dai Dai giải thích, từ lâu đã nói cậu thích Trần Khải, cậu còn không thừa nhận. Tần Tiểu Ngư trả lời, vậy theo lời các người nói như vậy, tôi thật sự thích lão Trần mà không ảo giác, vậy cũng quá mất mặt đi. Tần Tiểu Ngư lúc này cũng có chút khẩn trương, chủ yếu là lần đầu tiên mình thích một nam sinh, không có kinh nghiệm. Vương Dai Dai giúp Tần Tiểu Ngư nảy ra một chủ ý, nếu cậu thích cậu ta thì trực tiếp thổ lộ. Đến lúc đó trực tiếp nấu cơm thành công tự nhiên sẽ ở cùng một chỗ, hai nhìn màn hình điện thoại di động. Tần Tiểu Ngư cũng cười ngây ngô, trong lòng có chút chờ mong cùng vui vẻ. Anh lại là gọi Tần Tiểu Ngư ba lần cô cũng không trả lời, cũng không biết ngây thơ này đang làm cái gì. Tần Tiểu Ngư lúc này phản ứng lại, lão Trần vừa mới nói chuyện phiếm với Dai Dai bọn họ, cậu vừa mới gọi gì tôi đấy. Không nghe thấy anh bất đắc dĩ cười, tôi nói tôi đi tắm rửa, Tần Tiểu Ngư gật đầu. Lão Trần, cậu đi tắm làm gì đặc biệt nói với tôi không có khả năng cùng cậu tắm à, hay là lão Trần cậu muốn tắm với tôi. Vừa dứt lời, Tần Tiểu Ngư liền phi lên, mình vừa mới nói cái gì đây, là bị đoản mạch hay là như thế nào? Bây giờ Tiểu cảm thấy xấu hổ muốn chết, đang yên đang lành, lão Trần sẽ không tưởng tượng mình là loại cháu gái lớn muốn tắm rửa cùng hắn chứ.